Thank you.
cào cái chỗ này cho anh chết cái bụi cỏ này cái nha. Quay ra mà rầm rầm phát là nó khô nó đốt. Không đến béo là giờ nó khô. Cái cào kéo gốc nó bùng bùng mà nó khô phải. Cái này mấy cái đất tỏ tí là cho nhân công nó chẳng xúc ra cho nhé. Đường á.